Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Nốt Nhạc Vui Mừng Xuân. Thưa quý vị, thế là chúng ta đã giải trừ một năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới. Xin được kính chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Nốt Nhạc Vui được sự tài trợ của Twister. Chương trình này được phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba. Mời quý vị các bạn nhớ đón xem. Thưa quý vị, góp phần thành công cho chương trình đó là sự góp mặt của ban nhạc 23 Độ Năm. Ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ với ba thí sinh dự thi Nốt Nhạc Vui lần này. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với phần tự giới thiệu của diễn viên điện ảnh Thiên Long. Xin mời bạn. Kính chào Thanh Bạch cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Nốt Nhạc Vui. Cũng như dịp năm mới, Thiên Long xin gửi đến Thanh Bạch cùng toàn thể quý vị khán giả một lời chúc. Cùng chúc tân niên vạn sự bình yên, hạnh phúc vô biên, vui vẻ triền miên, kiếm được nhiều tiền, sung sướng như tiền. Yeah. Chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ hai. Đây là lần thứ nhì, bạn Minh Béo. Em xin ra đây được không anh? Xin mời. Tại trọng sợ không thấy em. Em nhỏ bé quá. Minh Béo xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Nốt Nhạc Vui. Đầu xuân Mậu Tý thì Minh Béo xin kính chúc cho anh Thanh Bạch cũng như là tất cả quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc và đầu xuân Mậu Tý vàng vô nhiều ký, học hành tài trí, vạn sự như ý. Đúng là năm Tý thiệt là hết ý. Xin cảm ơn. Và chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ ba, xin mời ca sĩ Chí Cường. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Chí Cường xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay và tất cả các anh chị và các bạn đang xem chương trình Nốt Nhạc Vui. Và những dịp năm hết tới đến, Chí Cường xin kính chúc cho tất cả các anh chị và các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Và Chí Cường cũng mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất và may mắn nhất sẽ đến với tất cả các anh chị và các bạn trong năm con chúa. Và các bạn bây giờ thì xin mời quý vị đã theo dõi phần tự giới thiệu của ba thí sinh, hãy cho biết thí sinh số 1, số 2 và số 3, thí sinh nào giới thiệu ấn tượng nhất. Số 2. Thiên Long ơi, ở dưới nói số mấy vậy? Dạ số 3. Số 3. Vâng, vậy là bạn Chí Cường sẽ có cơ hội chọn nốt nhạc và chủ đề đầu tiên của vòng 1. Vòng 1 xin được phép bắt đầu. Quý vị, trong vòng thi thứ nhất, ba thí sinh thử sức trong 4 chủ đề. Mỗi chủ đề mang theo 4 nốt nhạc, có cơ hội gặp nốt nhạc may mắn. 2 lần may mắn đổi nốt nhạc vàng, mà nốt nhạc vàng thì bằng 2 nốt trong thi thách đấu. Nếu các bạn có nốt nhạc đặc biệt thì nghe âm thanh để mà dự đoán. Thưa quý vị, thì thứ nhất các chủ đề như sau. Chủ đề thứ nhất là chủ đề mùa xuân. Chủ đề thứ hai có chữ là đã. Chủ đề thứ ba có tên là về. Còn chủ đề thứ tư là tên các con vật. Làm thế nào để nhanh tay bấm chuông? Xin mời bạn Chí Cường. Em chọn chủ đề xuân. Chủ đề xuân và nốt nhạc số 2. 2. Bắt đầu. Xin mời Minh Béo. Thưa anh, đây là bài Mùa Xuân Ơi. Mùa Xuân Ơi, chúc mừng. Đây là nốt nhạc may mắn. Bạn sẽ không bị mất lượt nếu như bạn dù có đáp sai. Bạn có một quyền ưu tiên như thế. Còn thêm nữa là bạn sẽ được cộng nhân đôi số điểm của mình nếu đáp đúng câu hỏi phụ sau đây. Hãy hát ca khúc này một đoạn. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào khi mùa xuân đến. Xuân 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 ơi đã về, chúc cho muôn nhà được nhiều xuân. Hay hát về tiếp theo của bạn là gì? Dạ đó là cũng mùa xuân à. Tiếp tục chủ đề xuân và nốt nhạc thứ nhất à. Nốt nhạc thứ nhất, chủ đề xuân bắt đầu. Xin mời Chí Cường. Dạ, đây là bài Dịu Dàng Sắc Xuân. Dịu Dàng Sắc Xuân, chính xác.
tục lựa chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Dạ, em xin chọn chủ đề xuân nốt nhạc thứ ba. Lần này sẽ là tiếp tục chủ đề xuân và nốt nhạc số 3. Chúng ta cùng nghe nhạc. Xin mời Minh Béo. Dạ, đó là bài Chiều Xuân. Chúc mừng, yeah. Giỏi, tiếp tục. Xuân nốt nhạc cuối cùng luôn ạ. Chủ đề xuân nốt nhạc cuối cùng, nốt nhạc thứ 4. Chúng ta cùng nghe nhạc. Xin mời Chí Cực. Bài mà Xuân Chiến Khô. Chúc mừng, yeah. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Chủ đề đã, nốt nhạc thứ nhất. Nốt nhạc thứ nhất, chủ đề đã, bắt đầu. Thiền Long. Dạ thưa anh, đây là bài Dường Như Ta Đã. Chúc mừng, yeah. Tiếp tục lựa chọn. Dạ em chọn chủ đề Tên Con Vật, nốt nhạc thứ nhất. Tên Con Vật và nốt nhạc thứ nhất, bắt đầu. Này cô bé. À, tóc em đuôi gà, yeah. Nốt nhạc may mắn, hãy làm tiếng bàn giao giữa heo kêu và chuột kêu. Tiếp tục lựa chọn chủ đề và nốt nhạc. Dạ tên con vật số 2 ạ. Chủ đề tên con vật và nốt nhạc số 2. Tiếp theo. Thiên Long. Dạ thưa anh, đây là bài Lý Ngựa Âu. Chúc mừng, yeah. Tiếp tục lựa chọn. Dạ thưa anh, em chọn chủ đề đã, nốt nhạc thứ hai. Lần này sẽ là đã và nốt nhạc thứ hai. Chúng ta cùng nghe nhạc. Chí Cường, Mình Béo đã không nhận. Dạ đây là bài Xuân Đã Về ạ. Xuân Đã Về. Tiếp tục lựa chọn. Dạ em xin chọn chủ đề đã, nốt nhạc thứ ba. Lần này tiếp tục chủ đề đã và nốt nhạc thứ ba. Chúng ta cùng nghe nhạc. Mình Béo. Bài này và con tim đã và con tim đã vui trở lại. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn. Tên con vật số 3. Lần này nốt nhạc số 3 của chủ đề tên con vật, bắt đầu. Thiền Long. Dạ thưa anh, đây là bài Nhắc Lại Chuyện Cái Ao. Ủa, chuyện tình bên ao cá. Chuyện tình bên ao cá. Chúc mừng. Bạn định hát bài Chương Trình Bên Ao Cá. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Dạ em chọn chủ đề Về, nốt nhạc thứ nhất. Về và nốt nhạc thứ nhất, bắt đầu. Mình Béo. Thương Về Miền Trung. Chúc mừng. Tưởng đâu bạn giống bạn Thiên Long, bạn nói là đã bao lâu rồi. Tiếp tục lựa chọn chủ đề nốt nhạc tiếp theo. Con vật nốt nhạc cuối cùng ạ. À. Con vật nốt nhạc cuối cùng là nốt nhạc thứ tư. Chúng ta cùng nghe nhạc. Xin mời Minh Béo. Ngày xưa em như chim sáo. Chim sáo ngày xưa. Chúc mừng. Mời bạn chọn chủ đề và nói nhạc tiếp theo. Dạ về nói nhạc thứ hai ạ. Chủ đề về và nói nhạc số 2. Chúng ta cùng nghe nhạc. Thiền Long. Dạ thưa anh, đây là bài Đi Về Nơi Xa. Chúc mừng. Tiếp tục. Em chọn chủ đề về và nói nhạc thứ ba. Chủ đề về và nói nhạc số 3. Chúng ta cùng nghe. Mình Béo. Bờ môi ơi đừng quá nghiêng nghiêng. Em về Tình Khôi, yeah. Tiếp tục. Về và nói nhạc cuối cùng ạ. Lần này sẽ là về nói nhạc thứ tư, nói nhạc cuối cùng. Chúng ta cùng nghe. Xin mời Chí Cường. Cô Thắm Về Làng. Chúc mừng Cô Thắm Về Làng. Hãy kể tên ba bài hát khác tựa đề có chữ cô. Cô Giáo Em. Một. Cô Lan Diện. Rồi một bài Cô Gái Sài Gòn Đi Tai Đạn. Chúc mừng, yeah. Tiếp tục chủ đề và nốt nhạc tiếp theo của bạn là gì? Chủ đề một nốt cuối cùng là chủ đề đã và nốt cuối cùng ạ. Đã và nốt nhạc cuối cùng. Đây là nốt nhạc đặc biệt. Bạn sẽ nghe âm thanh và đoán
đó là âm thanh gì? Dạ con heo ạ. Bạn tự tin được bao nhiêu phần trăm ạ? 100% ạ. Chúc mừng, chính xác. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua vòng 1 với 4 chủ đề thiên về mùa xuân, đã về và tên con vật. Và ba thí sinh của chúng ta trữ lượng bài hát rất phong phú đa dạng. Chỉ có điều là có người may mắn thì bấm chuông nhanh hơn để trả lời. Kết quả số điểm của vòng 1 như sau: Bàn Thiên Long 600 điểm, Minh Béo 850 điểm và bạn Chí Cường 750 điểm. Chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Nốt Nhạc Vui Mừng Xuân và vòng 2. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 2 chúng ta vẫn có 4 chủ đề, nhưng lần này và thí sinh không cần phải chọn nốt nhạc, chỉ cần chọn chủ đề và âm nhạc vang lên. 4 chủ đề của vòng 2 như sau: đầu tiên là mùa xuân, thứ hai là yêu, thứ ba là thương, còn chủ đề thứ tư là những bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn. Các bạn vẫn mất quyền ưu tiên khi các bạn đoán sai. Các bạn có nốt nhạc may mắn để giúp góp thành nốt nhạc vàng và nốt nhạc đặc biệt sẽ nghe âm thanh và dự đoán tất cả đã được sẵn sàng. Thí sinh nào có số điểm ít hơn được quyền ưu tiên chọn trước. Thí sinh lưu ý, sau vòng thi này ai mà ít điểm buộc lòng chia tay. Hay hấp xin mời Thiên Long chọn một trong 4 chủ đề: xuân, yêu, thương, nhạc sĩ Thanh Sơn. Dạ, xin chọn chủ đề thương. Chủ đề thương bắt đầu. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc mang theo cô hồn. Thương nhau Lý Tô Hồng. Chúc mừng, chính xác. Chủ đề của bạn tiếp theo là dạ, gì? Nhạc sĩ Thanh Sơn ạ. Tiếp tục, chủ đề tiếp theo là nhạc sĩ Thanh Sơn. Minh Béo. Đoạn Ca Xuân ạ. Đoạn Ca Xuân, chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề. Dạ, nhạc sĩ Thanh Sơn nữa ạ. Tiếp tục nhạc sĩ Thanh Sơn. Xin mời Thiên Long. Dạ, đây là bài Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Chúc mừng, chính xác. Chủ đề tiếp theo, xin mời dạ, Thiên Long. Dạ, xin chọn chủ đề yêu. Yêu, tiếp tục. Mình Béo. Yêu mãi ngàn năm của Nguyễn Ngọc Thiện. Chúc mừng, chính xác. Đây là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Nếu bạn có thể, hãy kể tên 3 bài hát khác có chữ yêu. Xuân Yêu Thương. 1. Yêu Em Dài Lâu. 2. Yêu Đời. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề. Dạ, nhạc sĩ Thanh Sơn nữa. Bây giờ sẽ là nhạc sĩ Thanh Sơn. Đây là nốt nhạc đặc biệt. Bạn sẽ nghe âm thanh và đoán tên nhạc cụ. Đây là đàn gì ạ? Mandolin ạ. Chúc mừng, mandolin. Tiếp tục. Dạ, nhạc sĩ Thanh Sơn nữa ạ. Tiếp tục nhạc sĩ Thanh Sơn. Minh Béo. Tăng 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 tăng. Quê em hai mùa mưa nắng gợi nhớ quê hương. Chúc mừng. Quý vị các bạn thân mến, nhạc sĩ Thanh Sơn là người đã đưa những âm hưởng giai điệu dân ca, nhất là của Nam Bộ, vào trong các ca khúc của ông và đã phát triển để cho các bạn trẻ ngày nay cũng có thể gần gũi với những ca khúc mang âm hưởng dân ca ấy. Bây giờ thì sự lựa chọn tiếp theo, bạn Minh Béo hay lựa chọn? Dạ yêu ạ. Chủ đề yêu. Xin mời Chí Cường. Yêu Đời. Yêu Đời, yeah. Tiếp tục.
Dạ em chọn thương ạ. Lần này sẽ là chủ đề thương. Thiệt lòng. Dạ đây là bài Cả Nhà Thương Nhau. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề. Dạ em xin chọn chủ đề yêu. Lần này sẽ là chủ đề yêu. Thiệt lòng. Dạ đây là bài Những Mùa Dấu Yêu. Những Mùa Dấu Yêu. Tiếp tục. Dạ em xin chọn chủ đề yêu. Tiếp tục chủ đề yêu. Minh Béo. Đã không yêu thì thôi. Tiếp tục chủ đề của bạn là gì? Thương ạ. Thương. Xin mời Chí Cường. Hai người yêu. Lời tỏ tình dễ thương ạ. Chúc mừng. Yeah. Bạn hãy nói lời tỏ tình dễ thương. Thí dụ như anh yêu em, bạn nói thế nào với người yêu của mình cho dễ thương nhất? Em ơi, anh yêu em nhiều lắm. Dễ thương không? Dễ thương. Vậy là chưa được điểm vì chưa dễ thương. Bây giờ Minh Béo thử tỏ tình dễ thương thôi. Một cái lời tin nhắn như sau: nếu như em nhận tin nhắn này thì em đã yêu anh. Còn nếu em không trả lời thì em đã làm vợ của anh. Được, nhưng mà không có điểm. Điền lại của bạn này. Vâng, chúng tôi xin mời bạn Chí Cường tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Dạ em xin chọn chủ đề thương. Lần này tiếp tục chủ đề thương. Chí Cường. Huế Thương ạ. Huế Thương, chúc mừng. Mặc dù nhạc sắp dừng, điểm sắp hết, nhưng mà có còn hơn không, đúng không nào? Tiếp tục lựa chọn. Dạ, em xin chọn chủ đề xuân. Và bây giờ sẽ là chủ đề xuân. Chí Cường. Nắng chiều lung linh bông hoa. Điệp khúc mùa xuân ạ. Điệp khúc mùa xuân. Tiếp tục. Dạ, em chọn chủ đề xuân tiếp. Tiếp tục chủ đề xuân. Thiên Long. Dạ đây là bài Hoa Cỏ Mùa Xuân. Hoa Cỏ Mùa Xuân. Đề của tiếp theo của Thiên Long là gì? Dạ chủ đề xuân luôn ạ. Tiếp tục chủ đề xuân, chúng ta cùng nghe nhạc. Chí Cường. Và thời gian. Vâng, bài hát năm nào Tết đến xuân về chúng ta đều nghe. À, quen thuộc đến nỗi mà nhiều khi chúng ta không chú ý tựa đề của nó, bài Đón Xuân. Và đây là nốt nhạc may mắn, nếu bạn mà đáp đúng câu này còn được nhân đôi số điểm với câu hỏi phụ. Không sao cả, bạn sẽ mất một lượt. Và bây giờ thì bạn Thiên Long tiếp tục lựa chọn chủ đề. Dạ em xin chọn chủ đề xuân luôn ạ. Xuân tiếp tục, chúng ta cùng nghe nhạc. Mình Béo. Bài này chắc chắn là em phải nói đúng, bởi vì em thường hay hát khi diễn đám cưới, đó là bài Ngày Xuân Vui Cưới ạ. Chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta vừa hoàn thành vòng 2. Và bây giờ xin được công bố số điểm của ba thí sinh sau 2 vòng thi. Thưa quý vị, bạn Thiên Long sau 2 vòng thi được 1.250 điểm. Tiếp theo bạn Thiên Long, kết quả của Minh Béo là 2.085 điểm. Và bạn Chí Cường 1.030 điểm. Như vậy xin được cảm ơn Chí Cường đã đến với Nốt Nhạc Vui. Chúc mừng Thiên Long và Minh Béo. Con két Nakidako chúc mừng năm mới. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi thách đấu của chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, bạn Thiên Long và bạn Minh Béo đã may mắn bước vào vòng thi này sẽ có cơ hội nghe một gợi ý. Đó nhiều nhất là 7 nốt nhạc và ít nhất là 1 nốt. Thí sinh nào có số nốt nhạc thách đấu ít hơn được quyền ưu tiên trả lời và đáp đúng sẽ ghi được 1 điểm. Chỉ cần đạt được 3 điểm trong vòng thi này sẽ là người chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo. Trong trường hợp hòa nhau, thi số 2 đều, hai thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội giành quyền ưu tiên
một người. Người giành quyền ưu tiên ấy đáp đúng sẽ là người chiến thắng, bước vào vòng thi tiếp. Nếu giành quyền ưu tiên mà đáp không chính xác, thí sinh còn lại sẽ phải nghe 7 nốt nhạc. Và nếu như đáp chính xác sẽ bước vào liên khúc vàng. Còn nếu như đáp chưa chính xác, thách đấu tiếp tục. Thưa quý vị, bây giờ thì tất cả đã được sẵn sàng. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho hai thí sinh của chúng ta. Gợi ý thứ nhất như sau. Đây là bài hát rất quen thuộc, thường được làm nhạc nền để chuyển mục phát trên các đài truyền hình khi xuân về. Thách đấu bắt đầu. Thí sinh có số điểm ít hơn được quyền ưu tiên thách đấu trước. Xin mời bạn Thiên Long. À, em xin đón bài hát này trong vòng 7 nốt nhạc. Mình đón trong vòng 6 nốt. Mùa xuân. Lắng nghe mùa xuân về. Chúc mừng chính xác nghe bài số 3. Lá thư ngày Tết. Lá thư ngày Tết. Chúc mừng tiếp tục bài thứ 4. Thành phố trẻ. Chúc mừng thành phố trẻ. Tiếp tục bài thứ 5. Cắt nửa vầng trăng. Cắt Cà Dao em và tôi. Chúc mừng chính xác Cà Dao em và tôi. Bài thứ 6. Mừng tuổi mẹ. Mừng tuổi mẹ. Chúc mừng tiếp tục bài thứ 7. Quê hương. Chúc mừng. Yeah. Hoàn thành liên khúc vàng chiến thắng. Em không ngờ là ước mơ của em trở thành sự thật. Bây giờ thì em xin gửi đến ước mơ của mình bằng cách là em trích trong số tiền đó thì 1 triệu để cho quỹ của chùa nghệ sĩ để tặng cho những người già neo đơn và các nghệ sĩ già cũng như là các trẻ em mồ côi. Bên cạnh đó thì em sẽ gửi 1 triệu nữa cho quỹ ở chùa ở quận 4. Đó là một cái quỹ mà cho các em trẻ em người mồ côi ngay tại quận 4 mà các em rất là tội nghiệp. Hy vọng là món quà nhỏ nhỏ này sẽ gửi đến quý vị đó để tất cả quý vị một năm mới ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Giống như bản thân em bây giờ em rất là hạnh phúc. Mặc dù em quá ấm no cho nên em bự như vậy. Cho nên em nghĩ là em san sẻ niềm vui của mình, những cái sự ấm no của mình cho tất cả quý vị và chúc quý vị một năm mới phát tài, phát lộc, vạn sự như ý. Vâng, thưa quý vị, thay mặt đại diện thành phố Hồ Chí Minh, xin cảm ơn tấm lòng của bạn Minh Béo. Xin thay mặt chùa nghệ sĩ và chùa ở quận 4 cảm ơn bạn. Và xin được công bố số điểm và số tiền thưởng của các thí sinh trong chương trình Nói Nhạc Vui lần này. Thưa quý vị, bạn Thiên Long 1.555 điểm, tương đương với tiền thưởng 1.555.000 đồng. Minh Béo 7.985.000 đồng. Và bạn Chí Cường 1.030 điểm, tương đương với 1.030.000 đồng. Chúc mừng. Với những phần quà của nhà tài trợ Sister, chương trình được ghi hình tại nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa. Mời các bạn cùng đón xem vào tối thứ 3 hàng tuần. Nhạc vui tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.